và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Nghệ sĩ Việt cầu xin cộng đồng mạng đừng lan truyền đoạn clip Mai Phương bị mẹ đối xử tệ. Còn mấy tiếng nữa thôi, hãy để em ấy yên nghỉ. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cố nghệ sĩ Mai Phương bị chính mẹ ruột hành hạ tinh thần, được lan truyền rộng rãi trên mạng cùng những lời lẽ lên án mẹ cố nghệ sĩ. Mới đây, một số nghệ sĩ lên tiếng cầu xin đừng lan truyền đoạn clip và hãy để cho cố nghệ sĩ được an nghỉ. Tối 30 tháng 3, một đoạn clip được cho là mẹ ruột của cố nghệ sĩ Mai Phương đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để chửi mắng cố nghệ sĩ vì lý do cô đã tiến hành lo lắng hậu sự và khẳng định con mình bất hiếu. Trong đoạn clip, mặc cho cố nghệ sĩ lắc tay như ý cầu xin đừng nói nữa và sau đó gục vào người cô bạn thân Trương Bảo Như. Bên cạnh đoạn clip này, một tài khoản Facebook đã chia sẻ một bài viết khá dài nói về sự tham lam muốn chiếm hết tài sản tiền bạc của cố nghệ sĩ, cũng như người mẹ ruột của cố nghệ sĩ cũng đã nhiều lần hành hạ tinh thần của cố nghệ sĩ dù mang trong người căn bệnh quái ác. Chỉ sau một thời gian ngắn, đoạn clip ngắn cũng như bài viết này đã được truyền tay nhau trên mạng xã hội một cách chóng mặt, cùng với đó là sự bất mãn lên án sự tàn bạo của mẹ ruột cố nghệ sĩ. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc và đau lòng thay cho cố nghệ sĩ. Ngay sau khi đoạn clip đang truyền trở thành đề tài nóng được mọi người quan tâm, thì mới đây một số nghệ sĩ Việt lên tiếng cầu xin mọi người đừng truyền tay nhau đoạn clip cũng như ngừng những lời lên án chỉ trích mẹ của cố nghệ sĩ. Bởi chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cố nghệ sĩ Mai Phương sẽ đến một thế giới mới. Chồng cũ Ngọc Lan Thanh Bình chia sẻ, làm ơn đừng chia sẻ cũng như đừng nguyền rủa chửi bới lại nhé mọi người. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi mà, làm ơn. Diễn viên Lưu Hoàng Gia Bảo, cầu xin mọi thứ hãy tạm dừng để sáng mai đưa tiễn Phương đi cho nhẹ nhàng. Mọi chuyện chúng ta vẫn còn thời gian giải quyết, nhưng Phương thì không. Phương chỉ còn đêm nay và sáng mai là hết rồi. Mọi người cùng cố gắng nha, vô cùng biết ơn. Ca sĩ Nguyên Vũ xúc động chia sẻ, ôi sao số em gái khổ vậy, hổ dữ không ăn thịt con. Không biết sự thật như thế nào, nhưng khi xem clip đã sượng sốt rơi nước mắt. Mong mọi người hãy tạm, để sự việc lắng xuống cho người ra đi được yên vui thanh thản nơi vĩnh hằng. Cô ơi, mẹ của Phương ơi, nghĩa tử là nghĩa tận, hãy tha thứ mọi lỗi lầm, nếu có của em ấy nha cô. Thương con gái của em quá, không biết có cuộc sống yêu thương đùm bọc của ngoại không nữa. Chỉ mong Phùng Ngọc Huy sẽ bù đắp hy sinh và dành tình cảm thật nhiều cho đứa con bé bỏng của mình. Một số nghệ sĩ cũng đã đau lòng cho cố nghệ sĩ, bên cạnh đó còn kêu gọi mọi người hãy để cho cố nghệ sĩ yên nghỉ hết đêm nay. Hồng Tú, thôi để chị Phương yên nghỉ qua đêm nay anh ơi. Mỹ Uyên, chuyện gì nữa? Lâm Khánh Chi, ai đăng clip vậy em? Người mất thì còn nằm đấy, nhưng thôi, mà em nó về với cát bụi rồi, hãy để em nó yên nghỉ, khổ quá rồi thì giờ cho em nó chút an yên. Dừng lại được không, ngừng lan rộng nữa được không, hãy vì một đứa trẻ vừa mất mẹ. Cộng đồng mạng cũng lên tiếng cầu xin việc chia sẻ đoạn clip. Sáng 31 tháng 3, cố nghệ sĩ Mai Phương sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chuyện gì cũng tạm gác lại và nhanh chóng kết thúc êm đẹp, bởi giờ đây cố nghệ sĩ Mai Phương sẽ không còn chịu những cơn đau đớn do căn bệnh quái ác gây ra. Tuy nhiên, nếu sự việc tiếp tục ồn ào lên thì cuối cùng người sẽ chịu tổn thương nhất không ai khác chính là bé La Vi. Thanh Thảo bị chỉ trích vô duyên khi khuyên tình cũ Mai Phương đưa con gái sang Mỹ chăm sóc. Mặc dù có ý tốt khi suy nghĩ cho tương lai của bé La Vi, nhưng Thanh Thảo lại phải hứng chịu những luồng ý kiến đa chiều. Tối 28 tháng 3, Mai Phương rút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Ngay khi tin tức lan truyền, nhiều khán giả hướng sự chú ý tới Phùng Ngọc Huy, người tình một thời của nữ diễn viên và là cha của bé La Vi. Nhận tin dữ về người cũ, Phùng Ngọc Huy lặng lẽ đổi ảnh đại diện và ảnh trang bìa mạng xã hội thành màu đen như một cách tưởng nhớ người xấu số. Có vẻ trong lòng anh lúc này rất rối bời do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ và Việt Nam. Phùng Ngọc Huy có lẽ sẽ không thể về nước kịp để nhìn mặt Mai Phương lần cuối. Động thái của Phùng Ngọc Huy sau khi nghe tin Mai Phương qua đời. Khi nam diễn viên đoạn đại diện và ảnh bìa, nhiều ngôi sao của làng giải trí cũng như khán giả vào bình luận chia buồn an ủi, động viên anh lúc này. Đáng chú ý nhất là lời tâm sự của ca sĩ Thanh Thảo. Sau tin buồn về Mai Phương, Thanh Thảo cho rằng Phùng Ngọc Huy nên đưa con gái sang Mỹ chăm sóc, như vậy mới có thể bù đắp được. Tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩa tử là nghĩa tận, mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc. Có như vậy em mới có thể bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé, Phùng Ngọc Huy, Thanh Thảo nhắn nhủ. Mặc dù có ý tốt,
khi suy nghĩ cho tương lai của bé Lavi. Tuy nhiên, quan điểm của Thanh Thảo lại gây ra tranh cãi. Bên cạnh những khán giả ủng hộ Thanh Thảo cho rằng Lavi không mẹ thì vẫn còn cha làm chỗ dựa, nhiều tài khoản mạng lại phủ nhận điều này. Tắt thẳng tên Thanh Thảo, một tài khoản mạng gay gắt: ai cho cái quyền đem bé về nuôi? Khi bầu bì, người ta đã chịu cảnh éo le, chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi con. Khi người ta đau đớn trên giường bệnh cũng có một mình, giờ nằm xuống định đem con họ đi hả? Ai cho cái quyền đó? Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra lo lắng cho Lavi, bởi nghĩ tới tương lai bé có thể phải ở với dì ghẻ. Họ cho rằng cô bé vẫn còn người thân tại Việt Nam và Phùng Ngọc Huy chỉ cần hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm chu cấp. Tuy nhiên, cũng có tài khoản mạng bác lại: con cái có ba mẹ vẫn là nhất, mất mẹ thì còn ba, chẳng lẽ không có ai hết mới vừa lòng. Dân mạng tranh cãi về quan điểm của Thanh Thảo. Mai Phương từng có mối tình đẹp với Phùng Ngọc Huy, bất chấp gia đình ngăn cản. Sau khi sinh con gái, cặp đôi bất ngờ chia tay. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ xây dựng sự nghiệp. Xoay quanh cuộc chia tay là nhiều tin đồn, thậm chí nhiều người chỉ trích Phùng Ngọc Huy là kẻ phụ bạc. Tuy nhiên, lúc sinh thời, Mai Phương chưa một lần lên tiếng dằn vặt hay oán trách người cũ. Cô không hiểu sao khi mình bị bệnh, cộng đồng mạng lại réo tên anh, dù hai người không hề có khúc mắc gì và anh cũng chẳng phải có trách nhiệm với cô. Chia sẻ trên báo, Mai Phương cho biết việc trở thành mẹ đơn thân cũng là do cô tự nguyện chứ không ai ép buộc. Hai người đã rẽ hai hướng, nữ diễn viên không muốn làm phiền đến cuộc sống của Phùng Ngọc Huy và mong mọi người cũng tôn trọng điều đó. Hết duyên nên Mai Phương chọn cách kết thúc nhẹ nhàng, coi Phùng Ngọc Huy là bạn và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu có khả năng. Suốt cuộc đời mình, Mai Phương chỉ dành trọn trái tim cho một người, nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Nữ diễn viên chưa bao giờ oán trách người cũ. MC Đại Nghĩa Trịnh Kim Chi bức xúc khi nhiều YouTuber đến nhà riêng chụp ảnh quay phim đám tang Mai Phương. Để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh cũng như sự riêng tư cho tang lễ của diễn viên Mai Phương, nên gia đình đã quyết định không công khai nơi tổ chức tang lễ. Thế nhưng nhiều YouTuber và người dân vẫn cố tình đến nhà tang lễ để chụp ảnh quay phim, khiến nhiều đồng nghiệp bức xúc lên tiếng. Vừa qua, diễn viên Mai Phương rút hơi thở cuối cùng của mình tại nhà riêng sau hơn 2 năm chiến đấu cùng bệnh ung thư. Hưởng dương 35 tuổi, thực hiện theo tâm nguyện cuối cùng của cố diễn viên, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã quyết định không công bố địa điểm nơi tổ chức tang lễ, đồng thời tránh tụ tập đông người vì Việt Nam đang vào những ngày căng thẳng với dịch Covid-19. Nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhiều người còn dùng các thiết bị để quay phim, livestream, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và phản cảm. Là người bạn, đồng nghiệp của Mai Phương nên Lưu Hoàng Gia Bảo không giấu nổi sự bức xúc khi tang lễ của cố diễn viên bị nhiều người làm phiền. Phía dưới bài viết, MC Đại Nghĩa và Trịnh Kim Chi cũng bày tỏ sự bất lực với những YouTuber. Lần nào cũng vậy, chẳng biết được lợi ích đến như thế nào mà phải làm những điều như thế. Nói hoài nói mãi vẫn vậy, vẫn bất chấp, thương cho người nằm xuống. Úc Thanh Vân cùng nhiều người bạn hiện đang có mặt để cùng gia đình chuẩn bị tang lễ cho diễn viên Mai Phương. Cô cho biết hiện tại nội bộ đang rất rõ ràng, nên cô cũng hạn chế chia sẻ các thông tin lên mạng xã hội. Không chỉ riêng tang lễ Mai Phương không ít lần, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ khi người dân tụ tập tại đám tang của các nghệ sĩ. Bên cạnh những khán giả dành tình cảm cho nghệ sĩ mình yêu mến, không ít YouTuber đã lợi dụng điều này để livestream, quay clip nhằm câu view, thu hút sự hiếu kỳ của cộng đồng mạng. Đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ cũng ghi nhận những hình ảnh phản cảm như thế này. Nhã Phương ôm mặt khóc nức nở khi tới viếng tang lễ Mai Phương. Chiều 29 tháng 3, Nhã Phương, Hồng Thuận và một số nghệ sĩ từng làm việc với Mai Phương đã đến thắp hương tiễn biệt đồng nghiệp. Mai Phương qua đời vào tối 28 tháng 3 sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ Trương Bảo Như, Mai Phương nguyện vọng được an táng theo nghi lễ của đạo Tin Lành, bỏ qua nghi thức thờ cúng thắp hương cầu siêu. Linh cữu của nữ diễn viên được đặt ở nhà tang lễ tại một bệnh viện. Cha mẹ Mai Phương thẫn thờ trong tang lễ của con gái. Theo gia đình, lễ tang giữa lúc dịch bệnh nên diễn ra đơn giản, hạn chế người tới viếng. Những ngày tháng cuối đời, Mai Phương được cha thường trực chăm sóc trong bệnh viện. Mẹ nữ diễn viên nghẹn ngào khi trò chuyện cùng nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Bà bầu sân khấu xúc động bên linh cữu Mai Phương. Khi biết tin đàn em ra đi, Trịnh Kim Chi viết: biết là sẽ có ngày này nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài nữa, ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Chị và mọi người luôn nhớ em, phải nhớ nụ cười tươi của em. Bao nhiêu khổ đau của trần thế, em đã được giải thoát rồi.
Quách Thanh Vân đeo kính và khẩu trang kín mít. Đến phiến bản thân, giây phút cuối đời của Mai Phương, cô luôn túc trực ở bên. Chứng kiến cảnh bạn đau đớn vì bệnh tật, Ốc Thanh Vân cho rằng chỉ có sự ra đi này mới khiến Phương được giải thoát khỏi những cơn đau và được ngủ. Suốt 3 tháng qua, Phương không ngủ được, ôm gối, mặc dù chuẩn bị sẵn tinh thần phải đến ngày này nhưng lòng tôi vẫn trống rỗng. Diễn viên Kali và Mai Phương có thời gian dài hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân, đóng chung nhiều phim truyền hình. Cô cho biết sẽ nhớ mãi nụ cười tươi ấm áp và nghị lực mạnh mẽ của đồng nghiệp. Ái Châu nghẹn ngào khi đến bên linh cữu của Mai Phương. Những ngày cuối đời của đồng nghiệp, bà xã Huỳnh Đông đã kịp đến thăm. Cô nhớ mãi Mai Phương với cơ thể cồm cõi, bàn tay bó chặt vì đau đớn nhưng không rơi một giọt nước mắt. Chia sẻ về sự ra đi của Mai Phương, Ái Châu xúc động. Khi nhận được tin dữ, tôi đã ngồi thừ và khóc nức. Ai bên cạnh nhìn thấy được nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn của chị sẽ hiểu được những nỗi đau là quá sức với người phụ nữ bé nhỏ. Thôi đến lúc thân tâm mình nhẹ nhàng rồi, bỏ hết buông hết. Vân Trang mong đồng nghiệp ra đi thanh thản. Cô cho hay sự ra đi của Mai Phương không đột ngột nhưng ai cũng cảm thấy xót xa. Mai Phương ra đi ở tuổi 35 vì bệnh ung thư phổi, khiến nhiều người xót xa. Nữ diễn viên quá cố được đồng nghiệp yêu quý bởi tính tình hiền hòa, đam mê nghề và làm việc nghiêm túc. Lễ tang diễn ra giữa lúc dịch bệnh phức tạp nên gia đình Mai Phương làm đơn giản. Chiều 29 tháng 3, Nhã Phương đến viếng đồng nghiệp. Nhớ lại những kỷ niệm đóng chung phim Thiên Thần Áo Trắng, Nhã Phương xúc động, ôm chầm Ốc Thanh Vân khóc nức nở. Nhã Phương cho rằng cuộc đời bất công với Mai Phương khi đặt ra quá nhiều thử thách, khó khăn cho đàn chị. Hùng Thuận lặng lẽ đến viếng Mai Phương. Ngay khi nghe tin đồng nghiệp qua đời, anh chia sẻ: Mai Phương ơi, cuộc sống vốn dĩ vô thường, cõi đời này chỉ là tạm bợ. Em đã trả hết nợ trần gian, hết đau đớn thể xác, hết phiền não ưu tư, mong em ra đi thanh thản. Diễn viên Đào Vân Anh không muốn tin người em thân thiết đã mất. Tuy nhiên chị cho rằng ra đi chính là sự giải thoát những đau đớn khủng khiếp cho Mai Phương. Bé La Vi được người thân đưa đến lễ tang. Cô bé 7 tuổi vẫn chưa biết mẹ qua đời. Khi nghe ông ngoại nói mẹ lên thiên đàng rồi, La Vi hỏi lại: mẹ lên thiên đàng mấy ngày, khi nào mẹ về? Câu hỏi ngây thơ của bé khiến mọi người có mặt ở tang lễ không kìm được nước mắt. Ông Thanh Vân cho biết La Vi đang được hai người chăm sóc. Hai người này giúp đỡ Mai Phương từ trước, họ không phải ruột thịt nhưng tình cảm dành cho La Vi cũng như gia đình. Phương may mắn có những người thương thật lòng giúp nhiệt tình. Chuyện nuôi La Vi có khúc mắc không thể chia sẻ cụ thể được nên mong mọi người thông cảm, cô nói.